Vợ áo nghẹo với trài trông hiền lành nhất làng hóa sát nhân, lập kế sát hại tình địch như phim. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sư Tử Tù, Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, những giây phút ghen tuông, mổ quáng khiến con người mất đi lý trí. Chúng đã biến một người chồng hiền lành chăm chỉ làm ăn thành một tên sát nhân máu lạnh, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn, cướp đi sinh mạng của người đã từng là bạn thân của mình. Tên sát nhân liều lĩnh Khoảng 13 giờ chiều ngày 8 tháng 1 năm 2016, khi tiếng chống trường tiểu học thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương vừa vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cổng trường cũng bắt đầu thưa thớt, bóng phụ huynh đưa đón con. Lúc này một người đàn ông vừa ra khỏi cổng trường một đoạn bất ngờ ngã vật xuống đường cùng chiếc xe máy. Người phụ nữ bán hàng gần đó nghe tiếng người đàn ông kêu lên, bắt hộ tôi thằng áo đen. Nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn giao thông và người đàn ông mặc áo đen đang định bỏ chạy, nên chị này ra kéo xe lại nhưng đối tượng đã nhảy lên xe rồi tẩu thoát. Quay lại thấy nạn nhân đã gục trong vũng huyết, chị vội vàng hô hoán. Nhận được tin báo, công an thị trấn Cẩm Giàng đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Danh tính của nạn nhân sau đó được làm rõ. Tên thật Cao Văn Thắng, sinh năm 1982, quê quán xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Từ khám nghiệm hiện trường và lời khai của nhân chứng xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông mà là một vụ trọng án. Công an thị trấn Cẩm Giàng đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương. Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trên mặt đường có một chiếc xe máy biển kiểm soát 34N194XX. Vị trí gầm xe máy có một vũng dầu loang, đuôi và yên xe có nhiều vết máu. Nạn nhân bị thương do dao nhọn tác động đến tử vong. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng, đối tượng với nạn nhân chắc chắn quen biết nhau và có mâu thuẫn lớn ngoài chiếc xe máy hiện trường vụ án không xuất hiện thêm dấu vết nào khác thông tin vụ án lan ra toàn thị trấn cẩm giang gây tâm lý bất an vì vụ án mạng táo tợn liều lĩnh xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật điều hiếm khi xảy ra ở cái thị trấn yên bình này đặc biệt lại ngay trước cổng trường tiểu học xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc lãnh đạo công an tỉnh hải dương quyết định xác lập ban chuyên án dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí phó giám đốc kiêm trưởng ban chuyên án và hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự xác minh nơi nạn nhân sinh sống, cho biết anh Thắng đã lập gia đình và có hai con nhỏ, điều hành một xưởng mộc có tiếng tại địa phương. Còn vợ là công nhân may mặc, vợ chồng anh Thắng có tiếng là chăm chỉ làm ăn, hiền lành, sống chưa có điều tiếng gì. Không ai hiểu lý do vì khiến anh Thắng bị sát hại. Tìm gặp người chứng kiến vụ việc, người phụ nữ này cho biết sự việc diễn biến quá nhanh nên không quan sát được gì nhiều. Đối tượng mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, dáng người rong ròng cao, sau khi sự việc xảy ra thì người này chạy xe về hướng bắc ninh cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra toàn bộ camera khu vực hiện trường xong kết quả không mấy khả quan bởi đối tượng bịt kín mặt không thể nhận dạng ra soát các đối tượng làm ăn của nạn nhân trinh sát cũng không thu được manh mối nào kết quả giám định mẫu máu tại hiện trường là của nạn nhân có nghĩa hung thủ không để lại dấu vết nào tại hiện trường không thể để hung thủ nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật cơ quan điều tra quyết định mở rộng điều tra tập trung xác minh các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân vợ anh Thắng cho biết anh sống rất tình cảm, quan tâm, thương yêu vợ con hết mực, chăm chỉ lao động, lo cho gia đình. Tìm hiểu các mối quan hệ của vợ nạn nhân cũng không thấy có gì đáng lưu tâm. Giữa lúc vụ án tưởng chừng như bế tắc thì một mũi trinh sát tìm hiểu quan hệ của nạn nhân trên mạng xã hội báo về thông tin có giá trị. Nạn nhân có trao đổi tin nhắn tình cảm với nickname có tên Cúc Hà. Tìm hiểu nickname này được biết đó là Hà Thị Cúc, sinh năm 1988, chú cùng địa phương. Cúc cho biết hai bên có quan hệ tình cảm, sau đó Cúc chủ động chấm dứt nhưng Thắng nói sẽ làm theo ý mình. Tìm hiểu về Cúc được biết chị này có chồng là Nguyễn Văn Hà sinh năm 1984, đang làm thuê cho xưởng Mộc tại Con Tum. Lần gần đây nhất, chồng Cúc về thăm vợ con vào cuối tháng 11 năm 2015 đến ngày 3 tháng 1 năm 2016, quay lại Con Tum làm việc. Nhận định anh Hà là đối tượng tình nghi số 1, ban chuyên án đã tập trung lực lượng truy tìm, Tập trung theo hướng chạy của đối tượng, ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng đang ẩn náu tại tỉnh Bắc Ninh. Phối hợp với công an tỉnh Bắc Ninh, trinh sát kiểm tra khắp các nhà nghỉ, khách sạn và vận động các chủ cơ sở này tố giác các đối tượng khả nghi đến từ Hải Dương. Không lâu sau, một chủ nhà nghỉ báo về, một khách thuê trọ có mang theo chiếc xe máy biển kiểm soát 34H1015XX. Lập tức trinh sát lập tức di chuyển đến nhà nghỉ này, nhưng tới nơi thì khách đã trả phòng. Ảnh của đối tượng Hà được đưa ra thì chủ nhà trọ khẳng định chính là vị khách đến thuê phòng. Xác minh nhanh thông tin về chủ nhân chiếc xe máy thì người này cho biết sáng ngày 4 tháng 1 năm 2016 đã bán chiếc xe máy đó cho người có lý lịch được xác định như sau. Tên thật Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1984, quê quán Cẩm Giàng, Hải Dương. Sau 13 tiếng điều tra tưởng chừng như tội ác của hung thủ sẽ mãi được chôn vùi, vụ án sẽ mãi là một ẩn số. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xuất sắc của mình, các trinh sát đã nhanh chóng tìm ra các manh mối xác định được hung thủ của vụ án. Bất ngờ thay, đó chính là chồng của chị Cúc, cũng đồng thời là bạn thân của nạn nhân. Cuộc tình ngang trái Lệnh bắt Nguyễn Văn Hà nhanh chóng được triển khai, nhưng việc truy bắt không hề dễ dàng. Hà làm gỗ thuê trong miền Nam, có tay nghề rất khéo léo và mối quan hệ xã hội rộng. Nếu để Hà tẩu thoát vào thành phố Hồ Chí Minh thì công tác truy bắt cực kỳ khó khăn vì địa bàn rộng đối tượng lại rất thông thuộc địa bàn. Cuộc giật đuổi giữa lực lượng truy bắt và kẻ thù ác diễn ra quyết liệt ngay sau đó. Biết mình đang bị truy bắt, Hà liên tục thay đổi chỗ ở, hành trình, ngụy trang nhằm đánh lạc hướng công an. Trong khi đó, ban chuyên án đặt mục tiêu nhanh chóng bắt đối tượng để làm sáng tỏ vụ việc. Tăng cường lực lượng, bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường tỉnh Bắc Ninh, cũng như những địa điểm đối tượng có nhiều khả năng sẽ xuất hiện. Không ít lần tưởng như đã bắt được đối tượng, nhưng hắn cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma, khiến ban chuyên án nhiều fan phải lao tâm khổ tứ. Biết không thể ẩn náu tại các khách sạn nhà nghỉ, đối tượng tìm đến các khu nhà trọ để dễ bề trà trộn vào những công nhân đang thuê trọ tại đây. Tuy nhiên dù đối tượng có danh mãnh thì mọi di biến động của hắn vẫn nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. 2 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2016, Nguyễn Văn Hà đã bị tóm gọn sau một ngày gây án khi tên này vừa ra ngoài mua mì gói trở về. Dường như đã quá mệt mỏi với việc trốn chạy, Hà đã cúi nhận đầu khai nhận hành vi sát hại anh Thắng. Theo lời khai của Hà từ trước tháng 11 năm 2015, truy cập vào facebook của vợ hà đã phát hiện mối quan hệ bất chính giữa vợ mình và anh thắng theo lời khai của hà gái một con lại đang thiếu thốn tình cảm gặp người đàn ông thích chinh phục đỉnh mới nên họ nhanh chóng tìm đến nhau hối hả cuồng nhiệt đến quên cả che đậy chuyện tới tay hà anh không tin nhưng vẫn để ý và trước những lần lên bờ không có lý do chính đáng của vợ anh đau khổ nhận ra vợ mình không còn chỉ thuộc về mình nữa Mắng chửi động tay động chân là những gì anh có thể làm với vợ Nhưng càng cho anh thấy mình bất lực Xong vì thương con Hà không muốn làm cho rõ sự thật Anh cấm vợ lên bờ nếu không được chồng cho phép Nhưng lòng người một khi đã có tà ý Đến bị cùm chân nhốt vào cũi sắt như cô gái Của người khổng lồ trong chuyện nghìn lẻ một đêm Đọc được những tin nhắn tình cảm mùi mẫn của vợ với Thắng Bực tức nên Hà xin nghỉ phép về quê Với mục đích vạch mặt hai kẻ ngoại tình trên đường về anh ta mua một con dao gấp. Thời gian ở nhà, Hà vờ như không hề hay biết nhưng âm thầm theo dõi hành tung của vợ. Chờ thời cơ ra tay. Tuy nhiên hơn một tháng ở nhà, Hà không bắt được quả tang nên ngày 3 tháng 1 năm 2016, anh ta nói dối vợ đi làm ở Con Tum, mục đích là để dình bắt vợ và anh Thắng. Hà mua chiếc xe máy biển kiểm soát 34H1 015XX làm phương tiện đi lại. Ngày 7 tháng 1 năm 2016, Hà truy cập vào mạng xã hội của vợ, thấy Cúc nhắn tin yêu đương với Thắng thì cơn ghen bốc lên. 13 giờ ngày 8 tháng 1, Hà đi xe máy đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đeo ba lô đựng con dao, đứng đợi anh Thắng ở cổng trường tiểu học, chờ anh này chở con vào trường, quay ra liền chặn đầu xe, đâm một nhát vào người anh. Sau khi gây án, Hà chạy xe về tỉnh Bắc Ninh cho đến khi bị bắt. Sau khi bị bắt và lấy lời khai từ Nguyễn Văn Hà, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử Hà với tội danh sát hại người. Phong xử hôm đó chật ních người tới xem, chủ yếu là họ hàng, bạn bè với cả nạn nhân và bị cáo. Đứng trước vành móng ngựa, dáng vẻ của Hà khá mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu. Có lẽ Hà đã bị dằn vặt rất nhiều về tội ác của mình gây ra. Trong suốt phiên tòa hôm ấy, chị Cúc ngồi trên hàng ghế người làm chứng không một lần dám quay đầu lại phía sau dù chỉ một lần. Có lẽ bởi chị nghĩ rằng để chồng rơi vào vòng lao lý này ít nhiều nguyên nhân cũng là do chị. Khi được luật sư bào chữa gợi ý bị cáo Hà xin phép hội đồng xét xử được nói lời xin lỗi với gia đình người bị hại, Hà quay người lại hàng ghế phía dưới nơi có những người thân của anh thắng, trước di ảnh của nạn nhân cúi đầu xin tạ lỗi. Kết thúc phiên tòa, Hà bị hội đồng xét xử tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù giam và phải bồi thường trách nhiệm dân sự theo quy định cho gia đình người bị hại. Vâng thưa quý vị và các bạn, ngọn lửa của sự hận thù ghen tuông đã bùng lên trong lòng của những kẻ thủ ác, khiến hắn ta ra tay tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của người đã từng là bạn thân của mình. Mặc dù bản án đã được thực thi nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn đó. Những đứa con giờ đây đã thiếu vắng đi bờ vai vững chắc của người cha. Cha mẹ cũng mất đi những đứa con yêu thương của mình. Bạn có bình luận gì về vụ án xin để lại ở dưới phần comment phía dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiêu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng phát sóng vào 3 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT.